Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục chuyện từ Seoul được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là CEO Hà Minh Tuấn của công ty FPT Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của công ty FPT Software thuộc tập đoàn FPT Việt Nam. Được thành lập vào năm 2016 thì đây là công ty chuyên về IT consulting, tư vấn và vận hành hệ thống IT cho các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Hà Minh Tuấn về quá trình phát triển của công ty FPT Korea và triển vọng ngành IT tại Hàn Quốc nhé. Xin chào anh Hà Minh Tuấn, mời anh Tuấn có thể giới thiệu bản thân với quý vị thính giả có được không ạ? <laughs> vâng, à, xin chào Mỹ Linh, à, xin chào quý thính giả của đài truyền hình KBS, tôi là Hà Minh Tuấn, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. À, tôi tham gia FPT từ năm 2003 và sau gần 20 năm bôn ba công tác khắp uh, năm châu bốn biển từ Singapore. Malaysia, Thái Lan đến uh, Mỹ, uh, Úc, Nhật Bản. Thì từ đầu năm 2022 thì tôi chính thức nhận nhiệm vụ là giám đốc của FPT Korea phát triển chi nhánh của FPT tại thị trường Hàn Quốc. Uh, và thú thực là tôi đang cực kỳ hứng thú và phấn phích với chuyến phiêu lưu này và vẫn đang còn từng bước trải nghiệm những cái khoảng khắc rất là ấn tượng trên cái mảnh đất hình con hổ rất là xinh đẹp này. Vậy thì anh Hàm Anh Tuấn có thể giới thiệu thêm về công ty FPT Korea có được không? À vâng. À, FPT Korea là chi nhánh của tập đoàn FPT tại thị trường Hàn Quốc. À, hiện nay chúng tôi có hơn 100 nhân viên à, đang à, trực tiếp à, hoạt động tại Hàn Quốc với hơn 30% là người bản địa. À, chúng tôi có hơn 1.000 nhân viên đang làm việc à, các kỹ sư đang làm việc từ à, từ xa từ thị trường Việt Nam và chúng tôi là công ty việt nam lớn nhất ở thị trường hàn quốc và cung cấp chuyên cung cấp các giải pháp về dịch vụ công nghệ thông tin cho các tập đoàn hàng đầu của thị trường hàn quốc và sứ mệnh của chúng tôi đấy chính là để trở thành người anh cả của nền IT việt nam tại hàn quốc là nơi chấp cánh cho các ước mơ của các bạn trẻ sinh viên kỹ sư công nghệ thông tin của việt nam muốn học tập sinh sống và làm việc tại hàn quốc cũng như là cầu nối để cho các bạn À, trẻ của kỹ sư của Hàn Quốc à, có cơ hội được công tác và được trải nghiệm à, Việt Nam. Vậy thì đâu là lý do để công ty FPT Software thành lập một chi nhánh tại Hàn Quốc? À, và FPT là tập đoàn toàn cầu, ở đâu có nhu cầu thì ở đó có chúng tôi. Và đối với cả thị trường Hàn Quốc, một đất nước như Hàn Quốc trải qua sau hơn 30 năm phát triển và trưởng thành họ đã trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới với các cái tập đoàn hàng đầu như là Hyundai, như là LG, như là Samsung đã trở thành những công ty dẫn đầu của thế giới. Ngoài ra thì uh, giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng có mối quan hệ rất là thân thân thiết, hữu hạo với nhau và đấy chính là những cơ sở để FPT đặt cược vào thị trường Hàn Quốc và chính là lý do mà chúng tôi có mặt ở trên Hàn Quốc. Vậy right. thì theo CEO Hà Minh Tuấn thì thị trường IT Hàn Quốc là một thị trường như thế nào? Và Hàn Quốc uh, luôn là một trong những quốc gia dẫn đầu trong cái ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là những ngành kỹ thuật cao với các cái um, uh, công nghệ tiên tiến như là AI, như là blockchain, như là big data, như là IoT, AI, VR và chính phủ Hàn Quốc cũng rất là tập trung vào việc đẩy mạnh gọi là chính phủ số cũng như là quá trình chuyển đổi số trong đời sống của nhân dân Hàn Quốc. Thì ngoài ra thì Hàn Quốc còn là nước mà đầu tư nước ngoài mà đầu tư lớn nhất vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như là điện tử, như là ô tô như là các ngành công nghiệp. Thì đấy chính là những cơ sở mà để cho các công ty như chúng tôi APT cũng như là các công ty khác của Việt Nam có thể đầu tư và phát triển và cùng đồng hành với cả các cái công ty Hàn Quốc để phát triển ở trên thị trường Việt Nam. Thì thị trường IT của Hàn Quốc thực ra là là một thị trường rất là tiềm năng, đặc biệt là ở trong châu Á thì đối với như chúng tôi đánh giá thì bây giờ chỉ đứng sau Nhật Bản và có thể vượt Nhật Bản rất là nhanh. Điểm khác nhau lớn nhất giữa thị trường Hàn Quốc và thị trường Việt Nam theo anh là gì? <laughs> Hàn Quốc và Việt Nam là một trong là hai trong những nước mà có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa chúng ta đều sử dụng đũa trong các bữa ăn của ấm cúng của gia đình đúng không ạ tuy nhiên đối với cả Hàn Quốc thì họ đã xây dựng được một nền tảng về cơ sở hạ tầng rất là tốt và luôn luôn có sự đồng bộ từ chính phủ đến các cái công ty thực hiện triển khai à, ngoài ra thì với văn hóa pali pali của người Hàn Quốc họ sẵn sàng làm mọi thứ rất là nhanh chấp nhận sai và sửa sai rất là nhanh và luôn hướng đến là người dẫn đầu thì đấy là những điều mà cùng là người Việt Nam chúng ta cần phải học hỏi để cùng phát triển với họ đặc biệt là đối với người Việt Nam thì chúng ta đã có sẵn truyền thống hiếu học thì đấy là những tinh thần chúng ta cần phát huy để đồng hành cùng các cái công ty Hàn Quốc để đưa nền IT của chúng ta đi lên tầm cao của thế giới Vậy thì CEO Hà Minh Tuấn có thể chia sẻ thêm về các dự án mà FPT Korea đang thực hiện tại Hàn Quốc được không? Vâng, uh, sau 6 năm uh, phát triển ở thị trường Hàn Quốc thì Uh, FPT Korea đã tham gia vào rất nhiều dự án triển khai các dự án công nghệ thông tin cho các cái tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc và chúng tôi đã tham gia vào các dự án như là quản lý nhà máy thông minh, uh, quản lý hệ thống uh, xe tự lái, uh, các hệ thống quản lý về uh, tài chính ngân hàng, các uh, hệ thống quản lý về uh, siêu thị quản lý bán hàng, uh, smart uh, IoT uh, và nói chung là chúng tôi đã tham gia hầu hết vào các cái dự án liên quan đến các cái lĩnh vực đời sống của uh, nhân dân Hàn Quốc để mà cùng đồng hành với các công ty uh, cùng các tập đoàn của Hàn Quốc để uh, chuyển đổi số nâng cao cái số hóa tự động hóa của thị trường IT ở Hàn Quốc vậy thì theo anh sức cạnh tranh của FPT Korea là nằm ở đặc điểm nào của công ty Vâng, năm đầu năm 2023 thì tập đoàn FPT vừa đón nhận chào đón thành viên thứ 60.000 trên toàn cầu. Thì đây là một cái nền tảng sức mạnh to lớn mà không phải công ty nào có được. Bên cạnh đó thì tập đoàn FPT cũng đang đồng hành cùng chính phủ Việt Nam cũng như là chính phủ Hàn Quốc để chúng tôi chuẩn bị một lực lượng nhân sự dành cho chuyển đổi số với mục tiêu là một triệu người trong cho đến thời điểm năm 2035 à, thì đây chính là cái nguồn lực để giúp chúng tôi tự tin trong việc là cạnh tranh ở các thị trường ngoài. À, trong khi đó thì đối với cả Hàn Quốc thì đang đối mặt một vấn đề chính là nền dân số già khi mà Uh, nền dân số của Hàn Quốc thì đang già đi trong khi là cái độ thiếu hụt về nhân sự đặc biệt là bên trong các ngành liên quan đến công nghệ thông tin thì đang ngày càng nhiều, mỗi năm sẽ có đang thiếu hụt từ 10 đến 20.000 uh, nhân viên kỹ sư công nghệ thông tin. Và đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta có một lực lượng kiều bào rất là đông đảo với hơn 230.000 người việt nam đang sinh sống và học tập sinh sống tại hàn quốc với độ am hiểu về văn hóa về ngôn ngữ thì đây cũng chính là lực lượng mà để có thể giúp chúng tôi có thể tuyển dụng đào tạo và để chuyển hóa để cho tạo nên một cái năng lực cạnh tranh cho fpt và đấy chính là những cái nền tảng cốt lõi để chúng tôi có thể tự tin và để tiếp tục phát triển ở thị trường hàn quốc để cố gắng trở thành niềm tự hào của người việt nam ở hàn quốc Vậy thì CEO Hà Minh Tuấn có thể chia sẻ thêm là sau 6 năm hoạt động thì FPT Korea đã đạt những thành quả nào ở Hàn Quốc hay không? <laughs> vâng, như tôi có chia sẻ thì khách hàng của chúng tôi chính là các cái các cái tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc và sau 6 năm hoạt động thì đến bây giờ tôi có thể tự hào là chúng tôi đã là đối tác của hầu hết các cái tập đoàn của hàng đầu của Hàn Quốc và đặc biệt là trong năm 2022 lúc mà giữa cái đại dịch sau đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới thì chúng tôi vẫn giữ được tăng trưởng rất là tốt. Chúng tôi đã trong năm 22 2022 thì chúng tôi tăng trưởng đạt tỷ lệ tăng trưởng 100% cả về doanh số, lợi nhuận và cả nhân sự. Về doanh số thì chúng tôi đã vượt mốc 35 triệu đô trong năm và về nhân sự thì chúng tôi đã chào đón thành viên thứ 100 tại Hàn Quốc. À, cũng là rất là vui mừng đấy là à, một chuyên gia về à, SAP à, người Hàn Quốc, bạn đã có rất nhiều năm kinh nghiệm ở Hàn Quốc và cũng có một thời gian đã trải nghiệm và làm việc ở Việt Nam. À, ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có hơn nghìn nhân sự và tiếp tục cái mục tiêu tăng trưởng là giữ vững thành tiệu là ít nhất 50% hàng năm và chúng tôi sẽ có khoảng 000 người trong 3 năm tới và trở thành một trong top 10 các cái công ty IT lớn nhất của Hàn Quốc. Để đạt được những thành quả như anh nói thì chắc hẳn là FPT Korea cũng đã gặp phải những cái khó khăn và thách thức rồi. Anh có thể chia sẻ thêm về những khó khăn này được không? À vâng. ra việc uh, mang chuông đi đánh mang chiêng đi đánh xứ người thì bao giờ cũng uh, gặp rất là nhiều vấn đề đặc biệt là những cái khác biệt về văn hóa, về uh ngôn ngữ và về đòi hỏi đặc biệt là đối với cả một thị trường khó tính như thị trường Hàn Quốc khi mà các yêu cầu thay đổi rất nhanh, thậm chí là chúng tôi nhận yêu cầu của ngày hôm nay thì ngày hôm sau đã có yêu cầu thay đổi rồi. Đấy chính là văn hóa pali pali của người Hàn Quốc thì bắt buộc là chúng tôi phải là làm sao mà để có thể đáp ứng được các yêu cầu khách hàng thì một trong những vấn đề lớn nhất thì chính là vấn đề rào cản về ngôn ngữ và đối với các cái kỹ sư IT của việt nam thì chúng ta đang có uh, lực lượng rất là hạn chế những người mà có khả năng uh, về ngoại ngữ tức là tiếng hàn vì để học tiếng Hàn bản thân tôi cũng ngay từ lúc mà đặt chân đến Hàn Quốc thì tôi cũng đặt mục tiêu học tiếng Hàn cho mình. Sau 3 tháng thì tôi cũng được uh, topic 2, nhưng mà để thực sự là là trao đổi một cách uh, trôi chảy với cả khách hàng thì đấy là một câu chuyện rất là dài. Đấy là lý do mà chúng tôi đã uh, tổ chức các cái lớp uh, đào tạo tiếng Hàn cho các kỹ sư của về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng như là tổ chức các cái lớp đào tạo kỹ năng về công nghệ thông tin cho các bạn trẻ mà có sẵn tiếng hàn nhưng mà chưa có background tức là chưa có cái năng lực về it Ngoài ra thì để mà chuẩn bị lực lượng, nguồn lực xa hơn thì hiện nay chúng tôi cũng đang đẩy mạnh các cái chiến dịch để đưa các cái hệ thống KS, tức là Korean System, là hệ đào tạo tiếng Hàn vào luôn các trường đại học chuyên về IT của Việt Nam để chuẩn bị lực lượng lớn hơn cho những thời gian sau đấy. Và hơn nữa thì chúng tôi cũng đang hợp tác với cả các trường đại học ở Hàn Quốc để đưa các bạn kỹ sư của Hàn Quốc về học tập và công tác tại Việt Nam để uh, trao đổi văn hóa và để đảm bảo là chúng tôi chúng ta sẽ fix được các cái cái rào cản giữa hai bên thì đấy là việc mà để chúng tôi chuẩn bị nguồn nhân lực xa hơn và cũng đấy chính là cơ sở để chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ tiếp tục phát triển và sẽ trở thành top 10 các công ty IT ở Hàn Quốc. Anh Hải Minh Tuấn có thể chia sẻ thêm là việc công ty FPT Software Việt Nam có chi nhánh tại Hàn Quốc thì có ý nghĩa như thế nào với uh, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam hay không? À, vâng, uh, năm 2022 chính là năm kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã qua thăm uh, Tổng thống Hàn Quốc và có trao đổi và nâng tầm cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì FPT Korea cũng là đại diện để tham gia các cái chuỗi hoạt động chào mừng uh, kỷ niệm 30 năm của uh, quan hệ của hai nước và tôi cũng có tham gia báo cáo với cả Chủ tịch nước cũng như Tổng thống về các cái hoạt động nhưng mà kết quả của FPT Korea tại thị trường Hàn Quốc thì đối với cả FT Korea thì chúng tôi đóng vai trò là gì là cầu nối giữa uh, để đưa các bạn kỹ sư Việt Nam mà mong muốn học tập và làm việc tại Hàn Quốc sang thị trường Hàn Quốc uh, trải nghiệm Hàn Quốc và ngược lại đối với các bạn kỹ sư của Hàn Quốc và mong muốn khám phá trải nghiệm Việt Nam thì chúng tôi cũng tạo điều kiện để các bạn về Việt Nam công tác thì đấy là về mặt uh, xã hội còn về mặt uh, kinh doanh thì chúng tôi chính là đơn vị hàng đầu đang chuẩn bị nguồn lực và để đáp ứng các cái yêu cầu thiếu hụt nguồn lực của chính phủ cũng như là các công ty uh, tập đoàn của Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực về các giải pháp uh, về công nghệ thông tin cho các tập đoàn của Hàn Quốc vậy thì công ty FPT Korea hiện đang có những cái kế hoạch phát triển nào trong tương lai ạ <laughs> vâng uh, đối với chúng tôi thì uh, FPT là tập đoàn toàn cầu chúng tôi có rất nhiều chi nhánh ở khắp thế giới và các cái chi nhánh như là Mỹ như là Nhật đã phát triển rất là vững mạnh và FPT Korea chính là chi nhánh đi sau tuy nhiên đi sau thì phải đi nhanh hơn đi trước và mục tiêu của chúng tôi là sẽ ít nhất là giữ vững tỷ lệ phát triển để trở thành là công ty lớn nhất. Uh, của Việt Nam và là nằm trong top 10 của các cái công ty các tập đoàn về IT ở Hàn Quốc và chúng tôi sẽ ít nhất là giữ tỷ lệ tăng trưởng là 50% hàng năm và chúng tôi sẽ đang đặt OKA, OKA chính là object key result tức là một trong những cái tiêu chuẩn mà của công ty đặt ra các mục tiêu để cho các cái uh, công ty hướng tới thì chúng tôi đặt OKA chính là trở thành top 10 các công ty IT hàng đầu của của Hàn Quốc trong 3 năm tới với hơn 1.000 nhân sự. Và đương nhiên là trong 1.000 nhân sự đấy thì chúng tôi cũng cố gắng là có ít nhất 50% là nhân sự người Hàn từ cấp uh, cao đến cấp thấp. Và đấy là ở thị trường Hàn Quốc còn tương ứng với cả uh, nguồn nhân lực mà từ Việt Nam thì chúng tôi sẽ có từ 5 đến 10.000 uh, nguồn nhân lực từ Việt Nam phục vụ cho thị trường Hàn Quốc thì đấy chính là cái cái mong muốn và cái mục tiêu của chúng tôi. Tất nhiên cùng với đó thì chúng tôi luôn mong muốn để mình chính là là nơi để chắp cánh cho ước mơ cho tất cả các bạn trẻ. Của về ngành công nghệ thông tin mà cũng hiện nay thì chúng tôi cũng không gói gọn trong ngành công nghệ thông tin nữa các bạn trẻ của Việt Nam có tiếng Hàn mong muốn làm việc tại thị trường Hàn Quốc cũng như là các bạn trẻ của Hàn Quốc mà mong muốn khám phá Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để cho các bạn được trải nghiệm và tham gia công tác tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hà Minh Tuấn trong ngày hôm nay Và thay mặt cho chương trình chuyện từ Seoul thì Mỹ Linh xin chúc anh cũng như là công ty FPT Korea hay là tập đoàn FPT Việt Nam sẽ sớm thực hiện được những mục tiêu trong năm mới này Vâng, uh, thay mặt uh, công ty uh, thì tôi cũng xin uh, gửi lời uh, chúc mừng năm mới uh, thành công, uh, sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến tất cả các kiều bào của người Việt Nam tại Hàn Quốc Chúc mọi người một năm mới thật an lành, nhiều may mắn và thành công trong năm 2023.